Vì sao Sài Gòn xuất hiện mưa rào giữa cao điểm mùa nóng? Ảnh hưởng rãnh áp thấp và rìa phía nam của khối không khí lạnh, mưa trái mùa xuất hiện khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Sài Gòn, giúp giải nhiệt giữa cao điểm mùa nóng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi rìa bắc của rãnh áp thấp, có trục khoảng 4 đến 6 độ Bắc, gây nên những nhiễu động. Ngoài ra còn kết hợp bởi rìa phía Nam của khối không khí lạnh, nên mưa trái mùa xuất hiện khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong 3 ngày tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam của khối không khí lạnh và rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo yếu dần. Thời tiết các khu vực phổ biến không mưa, ngày nắng. Ngày 2 đến ngày 5 tháng 4, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4, khu vực này chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, nên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đó, thời tiết chủ yếu sẽ chuyển sang nắng nóng. Cũng theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tháng 4 đạt 37 đến 38 độ C, thậm chí lên đến 39 độ C. Mức độ nắng nóng sẽ kéo dài 5 đến 7 ngày, trên diện rộng, cả miền Đông Nam Bộ và miền Tây. Ngoài ra, nắng nóng sẽ dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi, làm khô héo phấn hoa đối với những cây đang thời kỳ trổ bông, nở hoa, dẫn đến giảm năng suất cây trồng. Người dân cần hết sức chú ý trong giai đoạn này, chuyên gia Lê Đình Quyết chia sẻ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong những ngày đầu tháng 4, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Sài Gòn, chịu ảnh hưởng của một đợt chiều cường, mực nước cao nhất tháng xuất hiện vào ngày 2 tháng 4. Trên sông Tiền tại Tân Châu, ở mức 1,4 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc, ở mức 1,5 m, cao hơn cùng kỳ khoảng 0,45 đến 0,55 m. Trên sông Sài Gòn tại Phú An, có khả năng lên mức báo động 2, sau đó xuống theo chiều. Trong tháng 4, mực nước trên sông Đồng Nai biến đổi chậm. Người dân Sài Gòn chuẩn bị bước vào cao điểm nóng nhất trong năm. Nhiệt độ ở Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ trong tháng 4 có thể đạt 38 đến 39 độ C. Từ ngày 10 đến 20 tháng 4, nhiều khả năng là thời điểm nóng nhất năm nay.